Công an tỉnh Bình Phước cho biết khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho xưởng sản xuất viên nén gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Kim Ngọc ở ấp 4, xã Nhà Bích, thị xã Chân Thành, làm thiệt hại nhiều máy móc tài sản. Theo đó, một số công nhân phát hiện khói và lửa bùng cháy tại kho chứa nguyên liệu gỗ dăm xay rộng khoảng 3.000m2 nên đã kéo đến và tìm cách dập lửa, nhưng ngọn lửa vẫn bốc cháy lớn. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an thị xã Chân Thành điều động 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Sau hơn 1 giờ, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa, không để lan sang khu vực khác, nhưng nhiều máy móc và nguyên vật liệu gỗ đã bị thiêu rụi.